đánh em dâu bất động vì xin tiền không cho, bị xử tội giết người. Chiến Nick sát hại vợ hờ 19 tuổi rồi chờ ba con bỏ trốn. Tử hình kẻ gây thảm án giết ba người trong gia đình vợ hờ Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tám lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm chiều ngày 16 tháng 9, Tòa nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Huy, sinh năm 2001, trú tại Phú Quý, An Trấn, Tuy An, Phú Yên, 16 năm tù về tội giết người. Theo nội dung vụ án, Huy và chị Huỳnh Thị Kim Phượng, sinh năm 1997, là em dâu Huy, cùng ở nhà ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1970, là cha ruột Huy. Quá trình sinh sống giữa Huy và chị Phượng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, cãi vã về việc Huy xin tiền để tiêu xài nhưng chị Phượng không cho. Sau khi đi nhậu về, Huy nhớ lại mâu thuẫn nên khoảng 4 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4 năm 2024, Huy lấy lộc bình bằng gỗ dài 48,5cm, treo vào phòng ngủ của chị Phượng, đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, mặt, hồng trái, đùi trái của chị Phượng. Thấy chị Phượng nằm bất động, nghĩ đã chết nên Huy không đánh nữa. Tiếp đó, Huy dùng lục bình bằng gỗ đánh vào người cha ruột là ông Nguyễn Văn Quang khi ông đang nằm ngủ. May mắn là người cha dùng chiếc gối đỡ được rồi bỏ chạy. Huy cầm lục bình đập vào giường gỗ rồi đi tìm đánh ông Quang. Thấy ông Quang đứng gần phòng ngủ chị Phượng, Huy chạy đến dùng lục bình đập bề cửa kính rồi tiếp tục đuổi theo ông Quang. Đuổi thăm một đoạn, Huy ném lục bình xuống mương nước, khi đuổi kịp, Huy dùng tay chân đánh ông Quang nhưng bị ông Quang giữ tay không chế. Được bà cô ruột đến căn ngăn khuyên đi đầu thú, Huy nhặt lại lục bình rồi đến công an xã An Chấn, huyện Tuy An đầu thú và bị bắt tạm giam. Chị Phượng được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị thương tích 34%. Chị Phượng không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý sẽ diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ! Theo thông tin mới nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Trí Hào, sinh năm 1997, trú tại thành phố Cao Lãnh về hành vi sát hại người tình trẻ tuổi. Theo lời khai của Hào, Hào đã sống chung với nạn nhân Hồng sinh năm 2005 như vợ chồng từ năm 2020 tại nhà trọ thuộc phường 3 thành phố Cao Lãnh. Cả hai đã có ba con chung, từ mới sinh đến 2 tuổi. Gần đây sau khi ra tù, Hào nhiều lần cãi nhau với vợ hờ vì mâu thuẫn tình cảm. Và vào chiều ngày 15 tháng 9, do ghen tuông, cho rằng vợ ngoại tình, Hào đã lái xe tông trực diện vào xe của nạn nhân, rồi lại lấy dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hắn chở con về phòng trọ, đưa cả hai đứa con còn lại bỏ trốn. Tuy nhiên Hào bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ. Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam vừa thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 58 thửa đất tại khu vực Man Cá, Man Cổng, Mạ Man thuộc giáy ONT07 và ONT08, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Cụ thể, các lô đất có diện tích từ 76,55m2 đến 189,73m2, giá khởi điểm 5,3 triệu đồng một mét vuông, tương đương từ gần 406 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng mỗi lô. Khách hàng tham gia đấu giá đất phải nộp trước khoảng 81 đến 201 triệu đồng. Hình thức đấu giá từng thửa đất bằng việc bỏ phiếu kiến trực tiếp một lần đầu. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào sáng ngày 5 tháng 10. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hoài cũng đang tìm đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 đối với 73 thửa đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man. Lô số 01, ONT01, ký hiệu thửa đất từ 01 đến 20. Lô số 02, ONT02, ký hiệu thửa đất từ 21 đến 49 lô số 03, ONT03, ký hiệu thừa đất từ 50 đến 73. Tổng diện tích các lô đất hơn 7.647m2, giá khởi điểm 5,3 triệu đồng 1m2. Trước đó, ngày 29 tháng 8, Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam đã có thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 57 thửa đất tại khu vực đầm, thôn Mục Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai đợt 1. Các thửa đất có diện tích dao động từ 74,63m2 đến 134,69m2 giá khởi điểm tăng lên 8,8 triệu đồng một mét vuông, tương đương từ 660 triệu đồng đến gần 1,2 tỷ đồng một thửa. Nguyên nhân tạm dừng đấu giá là ngày 29 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai có công văn số 2421 về tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 114 thửa đất trên địa bàn xã Cao Dương. Theo đó, các khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền hồ sơ ngày 10 tháng 8, huyện Thanh Hoài đã tổ chức thành công phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu Ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, Thanh oai Hà Nội, có diện tích từ 60 đến 85 m2, với giá khởi điểm từ 8,6 triệu đồng/m2 đến 12,5 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá đã thu hút được 4.600 hồ sơ nộp tham gia, nhưng chỉ có 4.201 hồ sơ đủ điều kiện của 1.545 người. Hôm nay 16 tháng 9. Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Vũ Khoa, 24 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Già Rai, tỉnh Bạc Liêu, 8 năm tù về tội cướp tài sản và tử hình về tội giết người. Tổng hợp chung cho hai hình phạt là tử hình. Khoa là kẻ sát hại ba người trong gia đình vợ hờ hồi cuối năm 2023. Theo cáo trạng, Khoa sống như vợ chồng với người phụ nữ 39 tuổi tại gia đình chị này ở xã Thành Phú, huyện Cái Nước, từ tháng 11 năm 2019. Sau thời gian sống chung, người phụ nữ có thai. Khoa khai cả hai người không có việc làm nên gia đình bên vợ hay cằn nhằn. Người vợ vì buồn nên từng có ý định tự tử. Thấy bản thân và vợ bị xúc phạm, Khoa có ý định giết vợ rồi tự sát để cùng giải thoát. Khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023, Khoa xiết cổ vợ trong phòng riêng, lấy mền đắp lên thi thể. Lúc này Khoa đổi ý không tự sát mà muốn giết cha mẹ vợ là ông PVS và bà TTG để thỏa mãn thù hận. Tuy nhiên, hắn chưa thể thực hiện do chưa hôm đó gia đình tổ chức ăn uống. Khi mọi người hỏi vợ đâu, Khoa nói thai phụ mệt cần nghỉ ngơi, ngủ trong phòng nên không ai nghi ngờ. Đến 16 giờ cùng ngày, thấy bà G ngồi lựa củi phía sau nhà, Khoa dùng tay siết cổ bà G đến chết. Sau đó Khoa kéo thi thể nạn nhân ra ao nước sau nhà, rồi vào nhà nằm võng chờ thời cơ giết ông S. Khoảng 1 giờ sau, Khoa dùng búa và gầy gỗ sát hại ông S trong phòng ngủ. Sau khi gây án, Khoa khóa cửa nhà, lấy xe máy, điện thoại cùng 72 triệu đồng của cha vợ rời khỏi hiện trường trưa ngày 4 tháng 12 năm 2023, con gái ông S là BTV 38 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Cà Mau, về nhà cha mẹ. Đến nơi, thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi. Linh tính có chuyện chẳng lành, chỉ về báo với hàng xóm và chính quyền địa phương. Khi chính quyền địa phương phá cửa vào nhà kiểm tra, thì phát hiện ông S tử vong trong phòng ngủ. Chị ca tử vong tại phòng ngủ của mình, còn thi thể bà G được phát hiện cách nhà khoảng 50 mét. Khoa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau bắt khi đang di chuyển trên quốc lộ 1A hướng Bạc Liêu Cà Mau. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định tính chất, mức độ hành vi do bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả xảy ra cực kỳ lớn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, thể hiện sự lạnh lùng, không một chút do dự, đã nhận tâm giết chết ba người trong một gia đình. Khoa bị tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt mức án tử hình, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 700 triệu đồng nói lời sau cùng tại tòa, khoa nói vì một phút nông nổi, thói ích kỷ và suy nghĩ sai lệch nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo xin lỗi người thân, gia đình bị hại và chấp nhận hình phạt của pháp luật. Ngày 16 tháng 9, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1990, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, về tội cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra xác minh, Lực lượng chức năng xác định vào khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 8, cháu M sinh năm 2012, trú tại phường Mai Động, chơi đá bóng cùng với cháu D sinh năm 2012, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, tại sân chơi của trung cư 87 Lĩnh Nam. Trong quá trình chơi, hai cháu xảy ra va chạm và xô sát với nhau. Sau đó cháu D về nhà gặp bố là Nguyễn Tiến Đạt. Khi thấy mặt cháu D bị bầm tím, Đạt hỏi lý do và cháu D trả lời rằng bị bạn đánh ngay lập tức đạt chở cháu D quay lại chung cư 87 Lĩnh Nam để tìm người đã đánh con mình. Khi gặp cháu M đang chơi ở sân trước sảnh chung cư, Đạt đã xuống xe và dùng tay túm, ghi, đấm đá cháu M gây thương tích. Sau khi bị Đạt hành hung, cháu M đã phải khâu bảy mũi, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi. Phía gia đình cháu M thông tin, ngay sau vụ việc diễn ra đã đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện và làm đơn gửi lên cơ quan công an. Đại diện công an quận Hoàng Mai cho biết, sự việc trở nên phức tạp hơn khi đạt đã có hành vi bạo lực dùng chân tay đánh vào mặt cháu mờ gây thương tích sau đó người này đã rời khỏi hiện trường nhận thấy tính chất nghiêm trọng và sự bức xúc của dư luận về vụ việc lãnh đạo công an quận hoàng mai đã nhanh chóng chỉ đạo đội điều tra tổng hợp vào cuộc đội này sẽ phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát và công an phường mai động để tiến hành các bước xử lý theo đúng quy định của pháp luật Ngày 28 tháng 8, Nguyễn Tiến Đạt đã đến công an quận Hoàng Mai để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh đập gây thương tích cho cháu mở. Ngày 16 tháng 9, cơ quan chức năng huyện Karumbuk, Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ việc phụ huynh lái xe ô tô vào sân trường vô tình cán tử vong một học sinh. Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Ea Sin, huyện Karumbuk. Theo thông tin ban đầu, Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Ea Sin, huyện Cà Đông Búc, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ xe bán tải lùi bất cẩn khiến một học sinh lớp 2 thiệt mạng. Thời điểm trên, anh LVN, 34 tuổi, ngụ xã Ea Sin, điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát 47C 348XX đưa con đi học. Lúc này do trời mưa nên anh N chạy xe vào trong sân trường để cho con xuống chiếc xe này đã tông vào cháu H7 tuổi, hiện đang học lớp 2 của trường, khiến cháu tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Cà Búc có mặt kiểm tra hiện trường, điều tra để làm rõ nguyên nhân. Hiện anh N đang làm việc tại cơ quan điều tra. Nhân chứng cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh N đưa con đi học. Do trời mưa nên anh điều khiển xe chờ con chạy vào trong sân trường. Gia đình cháu hát thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Sau khi xảy ra sự việc, mọi người đã vận động, kêu gọi để hỗ trợ chi phí cho gia đình nạn nhân. Mới đây, công an thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận cho biết đã di lý Lê Hoàng Tính 44 tuổi, từ đảo Phú Quốc Kiên Giang về Bình Thuận sau gần 15 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ từ tháng 12 năm 2009 cho đến tháng 2 năm 2010, Nguyễn Văn Sáng sinh năm 1981, trú tại xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa, nhiều lần phá khóa cửa đột nhập vào nhà dân trộm cắp xe mô tô ở thành phố Phan Thiết. Công an Phan Thiết đã điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Sáng về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, sáng khai xe mô tô trộm cắp được đều bán cho Lê Hoàng Tính, chú xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù biết xe gian nhưng Tính vẫn mua của Sáng 3 xe mô tô các loại, rồi gắn biển số giả bán cho người khác để kiếm lời. Đến ngày 13 tháng 7 năm 2010, biết đang bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Tính bỏ trốn khỏi địa phương công an Phan Thiết ra lệnh truy nã tính trên toàn quốc. Trước thủ đoạn xảo quyệt nhiều lần thay đổi nơi lẩn trốn và thay đổi tên gọi của đối tượng Lê Hoàng Tính, các trinh sát công an thành phố Phan Thiết kiên trì và không ngừng nỗ lực thu thập thông tin, xác định manh mối của đối tượng sau khi đến nhà một người quen tại ấp Phú Long B, xã Phú Cuối, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, một thời gian sau đó tiếp tục di chuyển đến huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang để thuê nhà trọ và làm thuê cho một cơ sở sản xuất bánh mì. Trong suốt thời gian trên, đối tượng sử dụng tên giả là Lê Hoàng Tín thay cho Lê Hoàng Tính. Ngày 14 tháng 9 năm 2024, Công an Phan Thiết cử một tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Phú Quốc khống chế bắt giữ thành công khi Tính đang trên đường đi giao bánh mì cho khách, kết thúc gần 15 năm trốn truy nã. Mới đây, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hà Mạnh Tú, sinh năm 1961, chú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, về tội gây dối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, điều 318, bộ luật hình sự. Các quyết định lệnh đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 10 tháng 9, Hà Mạnh Tú đã có hành vi mang theo một con dao dạng dao bầu đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải, liên tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa cán bộ trong trụ sở, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan chính quyền địa phương, gây hoang mang lo lắng cho cán bộ và người dân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã Nam Hải sau đó đã báo cáo vụ việc, đề nghị công an huyện Tiền Hải điều tra, xử lý nghiêm hành vi của Tú. Qua xác minh, công an huyện Tiền Hải xác định Tú là đối tượng thường xuyên sử dụng bia rượu, say xỉn, không làm chủ được hành vi của bản thân. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật ngày 14 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm đối tượng dùng dao tự chế tấn công làm hai người nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu, chiều ngày 10 tháng 9, ông NTN, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang và ông NHP, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đang uống cà phê tại quán ở huyện Châu Thành, Hậu Giang. Bất ngờ bị một nhóm 17 đối tượng mang theo dao tự chế tấn công. Hậu quả, ông P và ông N bị trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành nhanh chóng có mặt điều tra. Sau 9 giờ gây án, lực lượng điều tra xác định và bắt giữ được đối tượng Casamo là Chủ mưu cầm đầu trong vụ việc khi đang lần trốn tại thành phố Cần Thơ. Sau đó, các đối tượng còn lại trong nhóm gây án bị bắt hoặc ra đầu thú. Tới nay, các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Casamo 47 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, Trương Văn Tuấn Thanh 23 tuổi, Nguyễn Vũ Trường 29 tuổi, Trần Văn Thắng 26 tuổi, Quách Võ Văn Lộc 20 tuổi, Nguyễn Nhật Minh 24 tuổi, Lê Hoàng Hưng 24 tuổi, Nguyễn Vũ Khanh 35 tuổi cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do trước đó có mâu thuẫn với ông N và ông P nên Casamo đã rủ cả nhóm chuẩn bị hung khí đến địa điểm trên để gây án. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Toàn, 31 tuổi, ngụ phường Bửu Long để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó ngày 8 tháng 9, ông Bùi Văn Hải 55 tuổi và anh Nguyễn Hữu Thảo, cùng là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, nhận được tin báo về vụ mâu thuẫn tại một hộ dân trên địa bàn. Cả hai đến hiện trường để hòa giải các bên liên quan. Tuy nhiên, sau khi giảng hòa xong, trên đường về nhà, Ông Hải bất ngờ bị thanh niên tên Toàn điều khiển xe máy áp sát, dùng vật nhọn đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực, sau đó đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều. Nhận tin báo, đại tá Nguyễn Hồng Phong, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đại tá Nguyễn Hồng Phong cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên ông Hải đề nghị các bác sĩ tập trung chữa trị cho nạn nhân đến ngày 13 tháng 9, Nghị Can Toàn đến công an phường Tân Phong đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 14 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Tràm Sari, 36 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, về việc giả danh cán bộ công an nhân dân và quân đội nhân dân theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây Tràm Sari xuất hiện tại địa bàn tỉnh Hậu Giang mặc trang phục công an nhân dân cấp bậc thượng tá và sử dụng tên giả là Nguyễn Thanh Tài đang công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang. Phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã mời Tràm Sari về làm việc, thu giữ hai bộ trang phục công an nhân dân và quân đội nhân dân, quân hàm, khóa số 8, bảng tên cùng với một số vật dụng liên quan. Bước đầu, Sa Sari khai nhận hơn 2 tháng trước có mua số trang phục này trên mạng xã hội về mặc, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội nhằm làm quen với nhiều phụ nữ. Khi tiếp xúc trực tiếp với các phụ nữ, Sa Sari sẽ mặc trang phục công an nhân dân và nói đang công tác trong ngành công an. Từ đó, nhiều phụ nữ, chủ yếu là những phụ nữ đã ly dị chồng, sống độc thân, tin tưởng có quan hệ tình cảm với Ri, thậm chí là về sống chung nhà. Công an tỉnh Hậu Giang thông báo nếu ai là nạn nhân hoặc có thông tin về đối tượng Tràm Sari thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự để được hướng dẫn. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều ngày 15 tháng 9, đại diện lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô khách và xe máy khiến hai vợ chồng đi xe máy tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu Khoảng 7 giờ 33 phút cùng ngày, anh LVT, sinh năm 1988, trú tại thị xã Hoài Nhơn, chở vợ là NTL, sinh năm 1990, chú huyện Phú Cát bằng xe máy, đi họp phụ huynh cho con. Khi đến km 4 900 thuộc tuyến đường kết nối Đông Tây giao với đường Mai Xuân Thường, khu phố Tăng Long 2, phường Tam Quang Nam, thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách biển kiểm soát 00532 do tài xế Lê Văn Tới, sinh năm 1984, chú thị xã Hoài Nhơn lái vụ va chạm mạnh đã khiến hai vợ chồng anh Tê tử vong tại chỗ. Tại hiện trường vụ tai nạn, anh Tê cùng xe máy nằm kẹt dưới gầm của xe ô tô khách và bị kéo lê nhiều mét. Còn chị L nằm bất động trên đường, cách xe ô tô khách khoảng chục mét. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe ô tô khách không chú ý quan sát, không giảm tốc độ phù hợp tại đoạn đường có biển cảnh báo nguy hiểm. Xe máy đi từ đường không ưu tiên, không nhường đường cho xe trên đường ưu tiên. Theo hàng xóm của vợ chồng anh T và chị L chia sẻ, hoàn cảnh gia đình anh chị thuộc diện khó khăn. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến hai cháu nhỏ hiện đang học lớp 3 và lớp 1 mất cả cha lẫn mẹ. Ngày 14 tháng 9, Công an huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị đã bắt 8 đối tượng mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm Tòng Văn Quý, sinh năm 2004, Cà Văn Mạnh, sinh năm 2004, Lò Văn Trực, sinh năm 2005, Lò Mạnh Tường, sinh năm 2005, cùng chú tại xã Na Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, Lò Văn Thành, Lò Thanh Bình và Lường Văn Nam cùng sinh năm 2006 đều trú tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ và Lường Văn Sơn sinh năm 2006 trú tại xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo. Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 6 tháng 9, Công an huyện Mường Ảng nhận được tin báo có nhiều đối tượng đi xe máy mang theo hung khí gây mất trật tự công cộng. Theo đó, đơn vị đã chỉ đạo công an xã Bùng Lao tiến hành sang mình bắt giữ. Trong quá trình truy đuổi, nhóm này đã dùng xe máy ép xe công an không cho vượt, khi tới gần còn ném các chai thủy tinh và dừng lại dọa chém các chiến sĩ. Công an xã Búng Lao bắt giữ được một đối tượng là Tòng Văn Quý. Đến ngày 11 tháng 9, có hai đối tượng đã ra đầu thú và năm đối tượng còn lại bị bắt giữ khi đang lần trốn tại xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo. Lực lượng công an cũng đã thu giữ 4 xe máy, hai kiếm tự chế, hai khay đựng nhựa chứa nhiều chai thủy tinh. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của báo thanh hóa rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại